Xin chào tất cả mọi người, Phước Sửu và Vibella đang có mặt tại một dự án khá đẹp nhà bè. Vibella cảm giác như thế nào khi một chiều hoàng hôn mà đứng tại một dự án khá đẹp như thế này Vibella? Rất là mát mẻ và rất là thoáng mát thật sự. Thì bây giờ Phước Sửu và Vibella sẽ là đi tìm hiểu bây giờ cái sản phẩm mà Phước Sửu và Vibella đang dẫn mọi người vào một cảnh dinh thự khá đẹp tại dự án này. Rồi. Cùng với Phước Sửu và Vibella vào đột nhập vào bên trong căn này nha. Rồi Vi ơi, thì với cái căn này thiết kế là làm gồm là 15 nhân cho 20. Dạ. 15 nhân cho 20 m2. Đúng rồi. Khu vực để khách hàng có thể chạy thẳng xe vào bên trong. Đúng rồi. Tầng hầm ha. Tầng hầm ha. À, cái này là gọi là tầng trệt để xe đậu vào bên trong. Và dưới cái tầng trệt này mình có một lối đi vào là một cái tầng hầm luôn. À, một cái thiết kế khá đặc biệt các Vi. Tầng hầm này thì mình có thể làm một cái khu cách âm. Thường thì mình có thể làm một cái phòng rượu hoặc là một cái phòng karaoke. Ở đây thì thiết kế một cái gọi là cái một cái khu karaoke nghỉ ngơi giải trí nè. Rồi mình có thể là thiết kế được nhiều thứ trong này lắm Vibella. À, chủ đầu tư đã ngăn sẵn rồi. Chứ cái căn này thì mình thiết kế được cả phòng chiếu phim nè. Ha. Đúng rồi, một cái sự kết âm khá tốt luôn. Đúng rồi. Và bây giờ thì mình cuối cùng với Vi sẽ bước lên cái tầng trệt ha. Hiện tại thì căn này sẽ là 3 tầng và một hầm. Một điều đặc biệt là cái căn biệt thự này á Vi, thì có một cái thiết kế theo cái kiểu duplex ha, trần khá cao luôn. Với vị trí này thì mình có thể thiết kế giống như một cái đèn chùm khá cao xuống và mình có thể là làm cho khang nhà ở đây khá là gọi là đẹp ánh sáng toàn bộ căn nhà ha. Nhưng mà em ấn tượng nhất là cái khu vực ngoài đây nè. À, có gì là làm cho Vi ấn tượng về cái khu vực này? Đây. Để mà có một cái sân vườn như thế này ở thành phố thì đây là một dự án khá hiếm hoi. À, khá đặc biệt ha. Ở đây thì mình có thể trồng cây, mình có thể làm hồ bơi riêng cho nhà mình luôn. Một không gian gọi là sẽ được sở hữu toàn bộ cái sân vườn này và trên ngoài đây là sông ha mọi người. Wow, nhìn cả ra bờ sông nữa. Một không gian cực kỳ thoáng mát và giống như là rất là chill phải không? Ở đây nếu mà có con nhỏ thì nó chạy ở đây thư giãn là thích luôn ha. Và chủ đầu tư còn không quên là thiết kế những cái sân vườn xung quanh căn nhà gần như là đơn lập, thì gần như là không giáp với lại căn nào hết, nên là vị trí hồ cá coi được luôn. Ở đây thì thiết kế một hồ cá coi hoặc là phong thủy, cảnh quan non bộ thì khá tuyệt vời phải không? Em thấy những cái mảng tường, bức tường họ xây rất là chắc chắn phải không? Ừ, đúng rồi. Rồi bước từ tầng trệt, từ cửa đi vào đó cả nhà. Thì mình đây là gian phòng. Phòng khách ha mọi người, mình có thể là phòng khách, bếp. Em nghĩ đây là bếp ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi, mọi người cùng với Phước Sửu và Vi sẽ lên tầng 1 để xem tầng 1 mình có thể thiết kế được gì. Trong khi mà một gia đình mà có nhiều thành viên đó thì tầng 1 có thiết kế đủ cái đây một cái phòng mình có thể view sông. Nhìn trực diện ra sông phòng với nhỉ? Gió cực kỳ thoáng luôn. Và ở đây thì chủ đầu tư mới trồng cây thôi nhưng mà đã cũng có nhiều màu sắc hoa rồi. Và ở đây là chủ đầu tư kế bên nè. Đây là cái căn gốc thì sẽ có một cái công viên sát bờ sông và được gọi là đầu tư khá bài bản luôn. Hệ thống nước tưới tự động nè, rồi ở đây là hệ thống đèn đã âm hết rồi. Và ở đây thì khá đẹp phong vi. Dạ. Cái sân này mà nướng barbecue hết sảy luôn. Đây là chủ đầu tư đã gần như là ngăn phòng luôn rồi Vi ạ. Dạ. Thì đây là một phòng và một đây là có thể là phòng thay đồ, phòng đựng
Đúng rồi, ở đây á, là giống như một phòng mà thay đồ khô, còn dạ, đây là một cái phòng tắm bedroom luôn. Phòng này á, là master bedroom, bởi vì ở đây có thể đặt được hồ jacuzzi, đúng rồi, hồ jacuzzi luôn, một cái view tầm view khá đẹp luôn ha. Nhìn ra mặt tiền đường phía trước hơi... thì chắc ăn bây giờ là tắm là phải tắm lộ thiên như vậy đó. Đây là một phòng rồi ha. Đó, bây giờ mình bước vào gian phòng thứ hai thì chủ đầu tư đã ngăn phòng luôn rồi. Đây một cái toilet nha, toilet và đây là một cái gian phòng mặt trước, nhìn về một căn góc nữa, và nhìn ra một cái công viên của vào mùa thu, một cái gam màu khá đẹp phải không? Đây là công viên mùa thu. Đúng rồi, ở đây thì có những cái sắc hoa mà mùa thu nó sẽ nhiều hoa hơn so với những cái công viên khác, thì sẽ có bốn mùa thì sẽ có bốn mùa và bốn sắc hoa khác nhau ấy. Rồi Phước Sửu và mời mọi người cùng với lại Vy sẽ bước ở khu này là đây giống như một cái tầng lửng. Ở đây mà Vy mà biết đánh đàn á, sẽ thiết kế ở kia là cái cường lực và đặt một cái đàn ở đây, sau đó mình đánh đàn coi như là còn ngoài kia là trẻ em nô đùa hát, trời ơi, nói chung là cảm giác rất là chiêu. Nhìn toàn bộ về sông, cái căn này nó khá thoáng và nó có nhiều cái gọi là cái cảnh quan để nhìn trực diện những cái cảnh quan sát bờ sông như vậy thì khá tuyệt vời phải không? Rồi ok, thì Phước Sửu và Vy sẽ lên tầng 2 để khám phá xem tầng 2 nó có giống tầng 1 hay không ha, và mức độ chiêu của tầng 2 sẽ nó như thế nào ha. Đây là một, cũng một phòng sinh hoạt chung nữa phải không Vy? Và như Vy nhìn thấy nè, ở đây là tầng 2 và chủ đầu tư xây dựng rất là tinh tế, tất cả các hệ thống ở trên này là được đổ bê tông hết toàn bộ nè. Vâng, nên nó rất là chắc chắn và ở trên nó có một lớp ngói thái nữa, là tô điểm thêm một cái dự án khá sang trọng. Và ở đây phòng sinh hoạt chung và có thêm một cái phòng phía sau này đây, thì ở đây thì có thể thiết kế toilet, còn ở đây thì cái phòng phòng gọi là khá rộng luôn, một ban công này khá rộng luôn Vy ha, cho nhìn toàn cảnh mà view panorama luôn, toàn cảnh bờ sông này luôn, và sau này bờ sông này sẽ được là sẽ làm lại hết luôn á Vy ạ. Và ở đây này nhìn ra tất cả những cái sân vườn của những căn nhà khác này, trời. Ở đây có khoảng hơn chục căn thôi Vy. Dọc theo bờ sông này thì có một vài căn thì có những cái khoảng không như vậy, còn lại những cái căn khác thì không được có khoảng không sinh hoạt được sở hữu trong khuôn viên nhà mình đâu. Quá chiêu phải không? Dạ, quá đẹp. Đúng rồi. Thì bây giờ đó, ở tầng 2 này thì hồi nãy mình có hai phòng ngủ rồi phải không? Dạ. Thì ở đây thì thiết kế một cái phòng mà như chủ đầu tư ở đây thiết kế là một cái phòng... Em nghĩ là phòng kho hả anh hả? Không, ở đây là cái toilet. Mình nghĩ đây là cái toilet này sẽ sử dụng chung cho hai phòng. Đây nè, đây là hai phòng nè. Sử dụng chung cho hai phòng, và ở trên này nó sẽ một phòng em bé, một phòng nhỏ. Đây cũng một phòng em bé nữa, là hai phòng luôn. Sẽ có những cái gam màu khác nhau cho từng em bé khác nhau. Và tất cả các phòng đều có ban công hết nè. Rất là thoáng ha. Đều có view. Rồi. Rồi, bây giờ là vậy là mình vào tất cả là bốn phòng ngủ rồi. Bây giờ là phòng ngủ thứ năm ha. Thì tương tự những cái phòng ngủ khác thì toilet vào, toilet riêng bên trong phòng. Và ở đây thì có ban công. Nhìn ra bên kia. Nếu mà nhà nào mà gọi là không có nhiều thế hệ ở chung nhau á thì có thể thiết kế phòng này làm phòng thờ. Dạ. Yeah. Gian phòng thờ ha. Thì Vy cảm nghĩ như thế nào khi mà đến một cái dự án này và cái cách thiết kế của cái căn biệt thự dinh thự đơn lập này? Ở đây thì em thấy cái khu vực này á sẽ là một cái ưu ái cho cái dự án này, về thiết kế cảnh quan, về thiết kế cảnh quan, về không khí, môi trường, thiên nhiên rất là ưu đãi cho cái dự án, và đặc biệt là những cái gia đình nào, những khách hàng nào muốn tận để có nhiều thông tin hơn nữa về cái căn dinh thự này thì inbox ngay cho Phước Sửu Vibella với số hotline bên dưới, thì bên mình sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin và những cái chính là những cái cách thiết kế, những cái layout mặt bằng, và đặc biệt là một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho quý anh chị khi sở hữu dự án này.
đừng quên đó là inbox ngay Zalo để Phước Sửu là gửi thêm những cái thông tin về giỏ hàng đặc biệt tại dự án này, để cho quý chị là có thêm thông tin lựa chọn những sản phẩm phù hợp theo tài chính của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau.